Đau lưng là vấn đề sức khỏe hay gặp, đặc biệt với người già. Trong một số trường hợp, cơn đau lưng có thể là do dây thần kinh tọa bị tổn thương, chèn ép hay viêm. Khi đó, người bệnh cần phải được chẩn đoán và điều trị phù hợp. Để phân biệt giữa đau lưng thông thường với đau thần kinh tọa, chúng ta cần lưu ý những điều sau. Cơn đau lan xuống chân. Đau thần kinh tọa là cơn đau gây ra do thần kinh tọa bị tổn thương, chèn ép hay viêm. Dây thần kinh tọa là một trong những dây thần kinh dài nhất của cơ thể, chạy từ lưng dưới xuống mông, chân đến bàn chân và các ngón chân. Do đó, một trong những điều khác biệt giữa đau lưng thông thường với đau thần kinh tọa là cơn đau sẽ lan xuống chân. Đau ở một chân. Thông thường, đau thần kinh tọa sẽ chỉ xảy ra ở một chân. Tuy nhiên, tùy thuộc vào vị trí dây thần kinh tọa bị tổn thương mà các triệu chứng có thể ảnh hưởng đến cả hai chân. Ví dụ, nếu cột sống bị chấn thương gây chèn ép dây thần kinh thì có thể bị đau cả hai chân. Nếu chấn thương tác động đến phần mông, chân ở một bên cơ thể thì cơn đau có thể chỉ xuất hiện bên đó. Đau nặng hơn khi hắt hơi, ho hoặc cười. Khi đau thần kinh tọa, bất kỳ hoạt động nào làm tăng áp lực lên dây thần kinh tọa đều có thể khiến cơn đau nặng hơn, ngay cả khi đó chỉ là những hoạt động rất nhỏ như hắt hơi, ho hay cười. Nếu là đau lưng thông thường thì hiện tượng này sẽ không xuất hiện. Ngoài ra, ngồi lâu hay tư thế ngồi khi đại tiện cũng có thể tạo áp lực lên dây thần kinh tọa, làm cơn đau nặng hơn. Hay để bóp tiền ở túi sau quần. Thói quen để bóp tiền, điện thoại ở túi sau của quần có thể gây chèn ép cơ hình lê, một nhóm cơ hẹp nằm sâu trong mông. Cơ hình lê lại nối liền với dây thần kinh tọa. Qua thời gian, tình trạng này dẫn đến chèn ép dây thần kinh tọa và dẫn đến các triệu chứng của đau thần kinh tọa. Đang bị thoát vị đĩa đệm. Đau thần kinh tọa thường được xem là một loại bệnh, nhưng trong nhiều trường hợp, cơn đau này thật ra là triệu chứng của tình trạng dây thần kinh bị chèn ép hay chấn thương. Một trong những nguyên nhân phổ biến nhất là bị thoát vị đĩa đệm. Người bệnh có thể bị thoát vị một hay nhiều đĩa đệm nằm dọc theo cột sống. Bệnh thường xuất hiện ở người lớn tuổi vì qua thời gian, đĩa đệm cột sống sẽ bị lão hóa và dễ tổn thương hơn.